Ngọc Trinh, Lương Thùy Linh và dàn mỹ nhân Việt đua nhau tậu penthouse tiền tỷ. Đối với rất nhiều sao Việt, nhà là không gian sống vô cùng quan trọng, bởi sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng, họ cần tận hưởng sự thoải mái tiện nghi nhất. Chính vì thế, không ít các mỹ nhân Việt sẵn sàng chi mạnh tay nhiều tỷ đồng để sở hữu những căn penthouse sang chảnh tinh tế. Lương Thùy Linh đăng quang ngôi vị Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh gây ấn tượng với khán giả bằng nhan sắc rực rỡ, chiều cao ấn tượng và học lực khủng. Trong quãng thời gian dài giữ vị trí hoa hậu, người đẹp gần như không vướng lùm xùm quá lớn. Bên cạnh hoạt động giải trí, Lương Thùy Linh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc phát triển dự án của một tập đoàn bất động sản. Do đó, việc cô nàng này sở hữu cho mình một căn penthouse tiền tỷ không phải là điều quá ngỡ ngàng đối với người hâm mộ. Theo nhiều nguồn thông tin, được biết nhà nàng hậu có 2 tầng, nằm ở tầng 39 và 40 của một chung cư cao cấp tại Hà Nội, rộng khoảng 130m². Có thể nói, ở độ tuổi 21, sắm được nhà tiền tỷ như nàng hậu quả thật là điều đáng ngưỡng mộ. Ca nương Kiều Anh là một trong những nhân tài hiếm có lại vô cùng trẻ trung của làng nghệ thuật ca trù. Ca nương Kiều Anh khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ vì nhan sắc xinh đẹp, công việc kinh doanh phát triển và đặc biệt là tổ ấm hạnh phúc bên chồng con. Hai vợ chồng cô đã quyết định chuyển ra ở riêng để thuận tiện cho công việc cũng như chăm sóc con cái. Nhìn những bức ảnh khoe căn hộ mới toanh, đầy đủ tiện nghi của nàng ca nương thực sự làm khán giả choáng ngợp. Vì được đập thông từ hai căn hộ nhỏ nên diện tích của căn nhà này lên tới 300m² và mất tới 2 năm để hoàn thiện. Chia sẻ về căn hộ resort của mình, Kiều Anh cho biết vì mua từ lâu nên giá rẻ hơn bây giờ nhiều, chỉ khoảng 12 tỷ nhưng còn thêm cả tiền thiết kế và nội thất nên rất nhiều khán giả ước tính giá trị căn penthouse này có thể chạm mốc 20 tỷ đồng. Vì ưa chuộng phong cách tối giản mộc mạc nên đa phần đồ đạc trong nhà đều được hai vợ chồng Kiều Anh lựa chọn chất liệu gỗ. Nhìn tổng thể cả căn nhà như một bảo tàng mỹ thuật thu nhỏ cực kỳ nghệ và đảm bảo thỏa mãn nhu cầu sống ảo mọi lúc mọi nơi. Quỳnh Anh xin trong dàn hot girl Hà Thành thế hệ mới thì cái tên Quỳnh Anh xin có thể nói là khá nổi bật và tỏa sáng, sở hữu gu ăn mặc chất lượng cá tính. Hiện tại cô nàng đang hoạt động nghệ thuật với vai trò là fashionista và người mẫu. Vì có được danh tiếng không nhỏ trong làng thời trang, nhiều thương hiệu đình đám chọn mặt gửi vàng nên cuộc sống của Quỳnh Anh xin khá thoải mái. Thậm chí cô nàng còn mạnh tay tậu cho mình một căn hộ sang xịn mịn khi chỉ mới 25 tuổi. Nơi ở của người đẹp có diện tích 110m², ban công rộng thoáng lên đến 40m². Theo tiết lộ của cô nàng cá tính này, giá nhà mua thô rơi vào tầm 7 tỷ, nhưng cả nội thất thì lên đến 9 tỷ đồng. Điểm đặc biệt nhất trong căn nhà này chính là khu vực ban công được thiết kế theo kiểu Morocco. Khi có nhà rồi, mình mới biết đến niềm đam mê nội thất, nó cầu kỳ, tinh tế và yêu cầu người ta phải dụng công chẳng kém thời trang. Cô nàng fashionista còn khẳng định, nửa năm vừa rồi, bản thân mua nội thất còn nhiều hơn mua quần áo. Ngọc Trinh bên cạnh biệt thự triệu đô ở khu đất vàng quận 9, Ngọc Trinh còn sở hữu cả một căn penthouse tại quận 7 với thiết kế sang chảnh, lồng lộn không kém. Theo thông tin được biết, căn hộ này được nữ hoàng Nội Y mua từ giữa năm 2015 với giá hơn 20 tỷ đồng, bao gồm tất tần tật từ giá mua cho đến sửa sang và đồ nội thất. Theo chia sẻ của người đẹp, căn nhà này thuộc tầng thượng của một tòa nhà đắc địa tại quận 7, rất gần các cơ sở hạ tầng tiện lợi như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, hoàn toàn lý tưởng cho bất kỳ ai sở hữu. Toàn bộ không gian này của Ngọc Trinh được phủ tông trắng chủ đạo với thiết kế sang chảnh, đúng với cá tính của cô nàng. Đặc biệt, không gian phòng ngủ và phòng khách được thiết kế tận dụng tối đa diện tích để thỏa mãn sở thích trưng bày và sưu tầm túi sách hàng hiệu của Ngọc Trinh. Nhờ thành quả lao động tích cực trong vài năm hoạt động nghệ thuật mà dàn mỹ nhân Việt đều sở hữu cho mình căn nhà mơ ước. Chỉ cần ở nhà tận hưởng sự thoải mái và thư giãn là cũng đủ chiêu rồi. Những căn hộ hạng sang này được chăm chút và đầu tư tỉ mỉ trong công việc thiết kế, trang trí nên chỉ cần nhìn thôi cũng khiến khán giả ngưỡng mộ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!